Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, nàng hậu đăng quang năm 2014 ngày càng thăng hạng nhan sắc và về cả body nữa. Chúng ta cùng xem là cô ấy đã làm như thế nào nhé. Thứ nhất, kể cả ăn vặt thì cô ấy cũng luôn chọn thịt trắng. Chế độ bớt ăn vặt và chọn thịt trắng. Thực đơn trong 7 ngày đầu của Hoa hậu Kỳ Duyên là ăn các thực phẩm lành mạnh như là cá này, ức gà này, các loại rau xanh và sử dụng một chút dầu ô liu trong quá trình chế biến. Cô nàng cũng chọn những cách đơn giản, ví dụ như là luộc, hấp trên không dầu hay là áp chảo. Thứ hai, tập luyện cực kỳ đều đặn và thường xuyên. Hoa hậu Kỳ Duyên chạy bộ từ 10 đến 12 phút một lần, sau đó sẽ đi bộ từ 3 đến 5 phút và bắt đầu chạy tiếp. Cô ấy cứ làm liên tục như thế để ra mồ hôi và sau khoảng 45 phút thì cô ấy sẽ ngừng quá trình cardio của mình. Cô chia sẻ rằng toàn bộ quy trình này đều phải thực hiện đều đặn mỗi ngày trong vòng 1 tháng để đạt hiệu quả tối đa. Eo ơi, nhìn người thế này mới thích chứ. Thứ ba, bổ sung đủ nước mỗi ngày. Uống nước lọc là cách lý tưởng nhất để giúp hoa hậu của chúng ta có một làn da đẹp. Và quan trọng là cô ấy còn tránh các đồ uống có hàm lượng calo cao. Uống nước đều đặn và đủ lượng nước mỗi ngày giúp nàng hậu của chúng ta giảm các cảm giác thèm ăn, do đó thì có thể tránh nạp thêm nhiều năng lượng dư thừa cho cơ thể. Follow Thu để biết thêm các bí quyết trẻ đẹp nhé.